Các bạn đang nghe truyện vi phụ chỉ muốn lặng lặng nhìn ngươi trường sinh trên kênh TV Audio CV. Chương 1285, tu luyện 6 năm dưỡng tính hóa thần thai, hoàng tử cầu hôn, công nhân, sinh được nữ nhi ngoan, ba. Đó là một loại cảm nhận được khí tức đồng loại. Ngươi không thể sống sót ra khỏi thần đô cơ ma lễ nhìn sâu vào lý triệt. Ông muốn giết lý triệt không cần bằng chứng gì, trên thực tế, khí tức của vạn long phục thần, chính là bằng chứng lớn nhất kẻ đã phá hỏng bố cục của ông đối với thái tử quỷ miếu, khiến kế hoạch của ông tan thành mây khói trong chớp mắt mối thù này, cơ ma lễ sẽ không dễ dàng bỏ qua. Tuy nhiên, lúc này cơ ma lễ không có ý ra tay. Ông xoay người, thân hình vạm vỡ biến mất trên bông tàu cao chót vót của chiến hạm Huyền Long. Áp lực đáng sợ như cột chống trời bị sụp đổ, lập tức tan biến. Quả nhiên vẫn không đánh nhau, không ít người đều thở dài. Nhưng điều này cũng bình thường, trước thần đô, các cường giả từ các bên sẽ chú ý một chút. Thần Đô không phải là các đạo thành, mà là trung tâm quyền lực của triều đình đại cảnh, chưa kể đến vị quốc sư áo phải nắm giữ quyền lực là tạ vận thần, chỉ riêng tổng đốc của Trấn Miếu Ti và giám chính của Khâm Thiên Giám, cũng đủ để bất kỳ tông chủ thần tông nào kiên dè. Chiến hạm Huyền Long khởi hành trở lại, xé toạc dòng nước, đâm nát sương mù, tiến về phía thần Đô, nơi đã có thể nhìn thấy bóng dáng phồn hoa và nguy nga. Sau khi vào thần Đô Đạo, đi theo đại vận hà sẽ vào phạm vi của thần đô đại vận hà kéo dài đến tận bên trong thần đô là một công trình vô cùng vĩ đại tăng cường sự liên kết và kiểm soát của thần đô đối với bên ngoài đại cảnh đất rộng của nhiều khoảng cách giữa các đạo vô cùng rộng lớn sự xuất hiện của đại vận hà đã thu hẹp khoảng cách giữa các thành nghe nói con sông đào từ bắc xuống nam dài tới ba vạn dặm ngoài hai đạo tây lăng đạo và thông u đạo nằm sâu trong nội địa không bị ảnh hưởng chính đạo còn lại đều nằm trong phạm vi bao phủ của Đại Vận Hà. Đi qua các thành lớn nhỏ có tới hàng trăm cái. Sau khi gặp chiến hạm Huyền Long của cơ ma lễ, bầu không khí trên chiến hạm Hoàng Long Huyền một tầng chính không còn vui vẻ như lúc đầu. Không ít người vẫn chìm đắm trong áp lực và sự chấn nhiếp mà cơ ma lễ, vị bình loạn vương đáng sợ này mang lại. Trương Nhã khoát tay Lý Triệt, trong mắt không khỏi có vẻ lo lắng vô cùng. Tướng công, đó chính là bình loạn vương, cơ ma lễ, nghe nói cực kỳ tàn nhẫn, giết người vô số. Tiểu vương gia cơ hải hội dường như chính là con trai của ông ta, trước đó cơ hải hội đã hò hét muốn hi hi làm thê thiếp của hắn, không biết bình loạn vương này có tính cái chết của cơ hải hội lên đầu hi hi không, trương nhã thực sự rất lo lắng. Một kẻ hung ác như vậy, nếu có thể, tốt nhất là nên tránh xa. Đừng sợ, bây giờ hi hi là đệ tử thân truyền của tông chủ, có tông chủ ở đây, sẽ không sao đâu lý triệt nhẹ nhàng vỗ vào bàn tay đang nắm chặt của thê tử ôn hòa nói trương nhã nhanh chóng yên tâm lại vì giọng điệu và lời nói của lý triệt luôn có thể khiến lo lắng của nàng tan biến sau khi lý triệt và trương nhã đi dạo xong liền đến lầu các trên tầng cao nhất lữ thái bạch ngồi bên trong đang lau thái bạch kiếm đến rồi lý triệt gật đầu tìm một cái ghế ngồi xuống thành thạo bắt đầu pha trà lần đầu gặp cơ ma lễ cảm giác thế nào Lữ Thái Bạch uống một ngụm trà do Lý Triệt pha, hỏi. Rất mạnh. Lý Triệt nghiêm trọng nói. Thực sự rất mạnh, dù thực lực của Lý Triệt hiện nay đã tăng lên rất nhiều, nhờ vào long tượng hợp lô, khả năng chịu đựng của cơ thể đã tăng lên đáng kể, có thể thực hiện việc kích nổ sáu hạt thần chủng đối đầu với cơ ma lễ, mặc dù có thể chiến đấu. Nhưng, khả năng chiến thắng có lẽ không đến một phần mười. Chủ yếu là, Lý Triệt không nhìn thấu được thực lực của cơ ma lễ, những cường giả như vậy, thực lực cũng không phải là thứ có thể dễ dàng đoán được. Trên thực tế, mặc dù Lý Triệt đã giết được Nhạc Hoàng Long, vị cường giả sau khi bùng nổ, đã tạm thời bước vào hàng ngũ đỉnh cấp tuyệt đỉnh. Ngay cả Nhạc Hoàng Long đã bước vào hàng ngũ đỉnh cấp tuyệt đỉnh, mở một khe hở thiên môn, cũng có khoảng cách với đỉnh cấp tuyệt đỉnh đã mở thiên môn. Khoảng cách đó chính là song bản, thập vị thủ quan của võ thánh thiên môn quan, chính là 10 người đứng trên đỉnh cao của võ đạo đại cảnh. Lý Triệt cũng hiểu rằng, mình vẫn có khoảng cách với 10 người đó. Dù sao, Lý Triệt có thể chạm tới sức mạnh tuyệt đỉnh, là thông qua việc kích nổ kỳ môn thần chủng. Còn ông có thể kích nổ, những người đó lại không thể kích nổ sao? Lý Triệt không tin rằng những nhân vật đứng trên đỉnh cao võ đạo này, độ bền của cơ thể họ lại không chịu được lực xung kích sau khi hai ba hạt kỳ môn thần chủng kích nổ. Nói năm hạt có lẽ quá phóng đại, nhưng hai ba hạt thần chủng kích nổ mà không có tác dụng phụ quá lớn chắc là không có vấn đề gì vì vậy nếu đối phương cũng có thể kích nổ thần chủng phá vỡ xiềng xích của cơ thể thì ưu thế của lý triệt sẽ bị xóa bỏ tóm lại vẫn cần tu vi bản thân đủ mạnh mới được lý triệt hiện tại vừa mới bước vào khí hải cảnh nhị khai võ thánh cảnh giới này vẫn còn khoảng cách khá lớn với những cường giả hàng đầu đó vẫn còn rất nhiều không gian để tiến bộ còn những cường giả hàng đầu đó trừ khi đột phá đến thần kiếp hoặc võ thần nếu không họ còn có không gian tiến bộ gì nữa mạnh là bình thường thiên môn quan và đại thần phổ đều do đại giám chính sắp xếp, đại giám chính của khâm thiên giám, sâu không lường được, nhìn không thấu, ta dự đoán, tu vi của ông ta rất có thể đã bước vào cảnh giới thần kiếp rồi, Lữ Thái Bạch trầm giọng nói. Lý Triệt nghe vậy, động tác uống trà đột nhiên dừng lại, trong mắt lộ ra một tia khác thường. Thần kiếp Không phải nói rằng đương thời không có cường giả thần kiếp sao? Phương Hàng Thư từng phổ cập cho Lý Triệt, cường giả thần kiếp, không thể tồn tại ở hiện thế. Tu Vi vừa bước vào thần kiếp thì phải đối mặt với Tam tai cửu kiếp, mặc dù thọ nguyên của tu sĩ thần kiếp có thể kéo dài rất nhiều, nhưng đối mặt với Tam tai cửu kiếp, không phải thọ nguyên dài là có thể chống lại được. Mỗi lần đối kháng Tam tai cửu kiếp đều là chín phần chết một phần sống, đều có nguy cơ ngã xuống. Vì vậy, tu sĩ thần kiếp sẽ tạo ra tiểu động thiên để tránh kiếp. Nhưng tu sĩ thần kiếp lại không thể ngày nào cũng trốn trong tiểu động thiên, như vậy Tu Vi không thể tăng lên vẫn là chết dần chết mòn vì vậy tu sĩ thần kiếp phần lớn sẽ trốn vào sâu trong quỷ miếu của tứ ngự hoặc tam thanh vừa có thể nhận được thần tính tu luyện lại có thể tránh được tam tai cửu kiếp chỉ là suy đoán thôi hơn nữa tu sĩ thần kiếp cũng không phải là thật sự không thể hoạt động ở hiện thế lữ thái bạch cười nói như tam thế thân của tiểu linh âm tự phân thân thiên vương của cơ ma lễ đều là chuẩn bị để tránh kiếp rồi vẫn có thể hoạt động ở hiện thế sắc mặt của lữ thái bạch hơi nghiêm nghị lý triệt nghe vậy lập tức sững sờ điểm này hắn thật sự không biết nói đi cũng phải nói lại đại thần phổ và thiên môn quan do đại giám chính sắp xếp xếp hạng cơ bản sẽ không có sai lệch quá lớn vì vậy thực lực của cơ ma lễ có thể thật sự cao hơn ta cho dù ta có dấu ác chủ bài nhưng cơ ma lễ cũng sẽ dấu ác chủ bài ác chủ bài của cả hai trừ khi sống chết giao chiến nếu không sẽ không ai biết được Lữ Thái Bạch nói đến cơ ma lễ, sắc mặt vô cùng nghiêm trọng. Lý Triệt hít sâu một hơi, trong mắt càng thêm nghiêm trọng. Tông chủ, cơ ma lễ muốn giết ta. Lý Triệt trầm giọng nói. Lữ Thái Bạch sững sờ. Tại sao, Lý Triệt lại thở ra, không cần lý do. Tuy nhiên, có lẽ liên quan đến chuyện ở Kim Quang Phủ, cơ hải hội, quả thực đã chết trong tay ta. Thần hầu đã giết tạ độc phu, cũng giết luôn cơ hải hội, khi quỷ miếu cộng minh, ta còn ngăn chặn hóa thân thiên vương mà ông ta muốn giáng lâm Lý Triệt bình tĩnh nói. Sắc mặt của Lữ Thái Bạch lập tức lộ ra vẻ không nói nên lời. Lý Triệt ở Kim Quang Phủ lúc đó mới có tu vi gì chứ, có lẽ chỉ vừa mới đại tông sư thôi, vừa mới đại tông sư mà đã dám phá hỏng bố cục và tính toán của Bình Loạn Vương. Điều này thực sự là có dũng khí thật đấy, ở thần đô vẫn có thể yên tâm về vấn đề an toàn, cho dù cơ ma lễ muốn giết ngươi, nhưng cũng không dám quan minh chính đại, thậm chí sẽ không dễ dàng ra tay dù sao ở thần đô cơ ma lễ cũng không dám coi thường quy tắc ông ta vẫn chưa đạt đến mức độ có thể coi thường quy tắc lữ thái bạch an ủi một câu lý triệt khẽ ừ một tiếng nhưng cũng không hoàn toàn thư giãn dù sao cơ ma lễ không dám coi thường quy tắc nhưng một khi đeo mặt nạ của sát thủ liệt thần cát thì đôi khi quy tắc cũng không còn là quy tắc nữa còn những cường giả hàng đầu ở thần đô liệu họ có ra tay giúp đỡ gia đình lý triệt khi cơ ma lễ bất chấp tất cả đeo mặt nạ trở thành sát thủ hay không thì còn chưa biết được. Lý Triệt cũng không dám đặt hy vọng vào những người này. Thậm chí Lữ Thái Bạch, Lý Triệt cũng không đặt quá nhiều hy vọng. Dù sao, Lữ Thái Bạch là Lữ Thái Bạch cũng không phải là câu thần của Lý Triệt. Trong một phủ đệ sang trọng, Lữ Xích mặt trang phục quý phái, cung kính đứng bên cạnh một người phụ nữ ung dung quý phái, bưng một chén trà nóng bằng sứ xanh, cúi đầu. "Mẫu phi, xin uống trà." Lữ xích không biểu cảm, nhưng thể hiện sự cung kính nói. Tính thời gian, chiến hạm của càng nguyên thần tông, chắc cũng sắp đến thần đô rồi nhỉ. Người phụ nữ ung dung đưa ngón tay thon dài tiếp lấy chén trà và nắp trà, nhẹ nhàng xoa xoa. Ừ, chắc khoảng 2-3 ngày nữa. Từ lĩnh Nam Đạo đến thần đô, đi đường thủy theo Đại Vận Hà, khoảng 15 ngày. Lữ xích nói. Mặt lão cũng cung kính đứng ở xa, dù sao, người phụ nữ trước mặt này, chính là mẫu thân ruột của lữ xích quý phi kỷ yên được đại cảnh đế sủng ái nhất đến từ thế gia vạn cổ lớn thứ ba ở thần đô kỷ gia thân phận và địa vị đều không tầm thường đồng thời kỷ yên không chỉ là mẫu thân của lữ xích còn là mẫu thân của tam hoàng tử bình thường kỷ yên rất ít khi xuất hiện ở nơi ở của lữ xích nhưng gần đây lại liên tiếp chạy đến mặt lão cúi đầu trong lòng cảm thấy kỳ lạ tuy nhiên nghĩ đến lời dặn dò của quốc sư ông không suy nghĩ nhiều. Vậy thì tốt, bản cung đã phái người đến bến tàu ở ngoài thành thứ 9 của thần đô để theo dõi, chỉ cần chiến hạm của càng nguyên thần tông vừa đến, chúng ta sẽ lên kiệu, đồ của ngươi, mẫu thân đã chuẩn bị xong xuôi cho ngươi rồi. Quý phi kỹ thổi đi hơi nóng trên chén trà. Trong mắt lữ xích lóe lên một tia mờ mịt, mẫu phi, người đã chuẩn bị cho hài nhi, cái gì, tuy nhiên, quý phi kỹ thậm chí không nhìn lữ xích, nhẹ nhàng uống một ngụm trà nóng, lông mày thanh tú nhíu lại, rồi lại ghét bỏ nhổ vào chén trà, nhẹ nhàng thốt ra hai chữ. Cầu hôn. Dù lữ xích đã cắt đứt cảm xúc, nghe vậy, mắt cũng không khỏi co rút lại. Mặt lão ở xa cũng không khỏi ngẩng đầu lên. Cầu, cầu hôn. Cầu hôn ai? Tất nhiên là cầu hôn tiểu nữ hài công nhân xuất thân từ phi lôi thành đó, xích nhi, không phải ngươi rất thích tiểu nha đầu của nhà công nhân đó, mặc dù nàng là đệ tử thân truyền của lữ thái bạch nhưng ngươi lữ xích là hoàng tử, cũng không kém, định ra mối hôn sự này cũng có thể giúp ngươi lôi kéo được chỗ dựa là Lữ Thái Bạch. Quý Phi kỹ nhẹ nhàng nói. Còn về xuất thân công nhân nhỏ bé đó, cũng không quá khó chịu nữa. Có thể trở thành hoàng thân quốc thích chỉ có thể nói rằng hắn sinh được một nữ nhi ngoan. Tạm biệt Lữ Thái Bạch, Lý Triệt đến giữa lầu cát, Triệu Phương Chu và Giám Chính Hồng Thạch Phật đang đánh cờ. Khi Lý Triệt đến, ánh mắt của Giám Chính Hồng Thạch Phật lập tức nheo lại, hứng thú vẫy tay, gọi Lý Triệt đến. Lý bán thánh, đến đánh cờ một ván, triệu phương chu nghe thấy có người tiếp ván, lập tức ném quân cờ một cách chán nản, bắn ra khỏi vị trí. Mẹ ơi, cuối cùng cũng được giải phóng rồi, Lý triệt cười cười, ngồi xuống ghế, không vội vàng cầm quân cờ trong hộp, bắt đầu đánh cờ với hồng thạch Phật. Có đạo quả, kỳ thánh, Lý triệt có thể trực tiếp tinh thông bất kỳ loại cờ nào. Hơn nửa đạo quả kỳ thánh cấp độ level 5, càng khiến kỳ nghệ của Lý Triệt đạt đến trình độ cực kỳ tinh xảo. Đánh một lúc, sắc mặt của Hồng Thạch Phật trở nên đen kịch, vì đánh cờ với Lý Triệt, thậm chí còn khó chịu và tuyệt vọng hơn cả đánh với Hi Hi. Hi Hi ít nhất có thể nhanh chóng giết chết ông. Nhưng Lý Triệt thì khác, chính là hành hạ ông, lại không thắng ông, cũng không để ông thắng hay thua. Lý Triệt như thể còn hơn cả cao thủ quốc gia, cho dù là chơi cờ caro, mỗi nước cờ của hắn đều được đoán trước và sắp xếp rõ ràng cờ kiểu này thì chơi cái búa gì hồng thạch phật theo bản năng định lật bàn cờ nhưng bị lý triệt đề lại giám chính đại nhân tại hạ có một thỉnh cầu không hợp lẽ lý triệt cười nói hồng thạch phật nhất nhất bàn cờ không nhấc lên được mặt mày co giật đã là thỉnh cầu không hợp lẽ thì đừng thỉnh cầu nữa lý triệt cười cười sau khi chúng ta vào thần đô còn mong giám chính có thể giúp đỡ giới thiệu để ta có thể sớm nhận được tư cách khảo hạch khách khanh đặc đẳng lý triệt cười nói hồng thạch phật nghe vậy thở ra một hơi cũng không phải chuyện gì quá khó có thể chấp nhận được dù sao lý triệt bản thân vào thần đô cũng là muốn tham gia khảo hạch khách khanh đặc đẳng nhân tình này gần như là thuận nước để thuyền tại sao lại không làm ông vuốt râu cười chuyện này dễ nói lý bán thánh chính là thần điêu bán thánh tất nhiên có thể bỏ qua khảo hạch khách khanh nhất đẳng trực tiếp tham gia khảo hạch khách khanh đặc đẳng đây là phúc lợi của thần điêu bán thánh nếu không được lão phu ở thần đô cũng còn vài phần thể diện giúp ngươi chuẩn bị sẵn sàng cho kỳ khảo hạch khách khanh đặc đẳng cũng không phải là không thể ông hồng thạch phật đến từ hồng gia ở thần đô là thế gia vạn cổ chứng kiến ngàn năm thăng trầm của thiên hạ thực lực thâm hậu vô cùng mặc dù không bằng công thâu thế gia của đại giám chính nhưng cũng không tính là quá yếu vẫn còn có vài phần thể diện lý triệt nghe vậy không đánh cờ nữa đứng dậy ôm quyền cúi đầu cảm ơn hồng thạch phật cũng rất coi trọng lý triệt coi như bán một nhân tình nếu không theo quy trình muốn xin khảo hạch khách khanh đặc đẳng cũng không dễ dàng cần phải thông qua từng lớp đăng ký và sàng lọc cuối cùng mới định ra quy trình và thời gian khảo hạch có thể mất vài tháng khảo hạch khách khanh đặc đẳng đối với khâm thiên giám ở thần đô đều là một chuyện lớn nghe nói kỳ khảo hạch khách khanh đặc đẳng của mỗi người đều không giống nhau vì vậy mới cần phải chuẩn bị trước chủ yếu vẫn là lần này gặp cơ ma lễ sát ý lạnh lẽo và tùy ý của cơ ma lễ, khiến Lý Triệt không khỏi có chút cấp cáp. Cơ ma lễ đã đoán được rất nhiều, có lẽ ông ta không có bằng chứng, nhưng đối với cơ ma lễ mà nói, ra tay giết người, dường như cũng không cần bằng chứng gì. Hi Hi là đệ tử thân truyền của Lữ Thái Bạch, thân phận này có thể gây ra sự chấn nhiếp đối với người khác. Nhưng đối với cơ ma lễ thì cơ bản là vô dụng, dù sao hai người họ vốn đã mâu thuẫn chồng chất. Thậm chí cơ ma lễ còn muốn giết Hi Hi, để ảnh hưởng đến tâm trạng và trạng thái của Lữ Thái Bạch. Do đó, Lý Triệt dự định sau khi vào thần đô sẽ sớm trở thành khách khanh đặc đẳng, cho dù vì vậy mà cao ngạo lên cũng không sợ. Thậm chí, Lý Triệt muốn chính là cao ngạo. Chỉ khi đủ cao ngạo, mới có thể thu hút sự chú ý của các cường giả ở thần đô, cũng khiến cơ ma lễ kiên dè vài phần. Lý Triệt bước ra khỏi lầu cát, đứng ở lan can, đặt hai tay lên đó, nhìn ra dòng sông mù mịt, trong cung bùn giữa tráng, như có tiếng chung cổ rung động sóng âm lan tỏa cơ thể của lý triệt sớm đã trở nên cực kỳ mạnh mẽ có cơ hội sung kích cảnh giới thần thai tuy nhiên trước đó lý triệt vừa mới đột phá cảnh giới võ thánh vẫn cần củng cố một chút tu vi võ thánh nên chưa vội sung kích cảnh giới thần thai đại thần thêm vào đó còn cần phải hấp thụ sức mạnh của thần quỷ bị trấn áp phong ấn trong bàn cờ thiên địa thần nguyên kim đan của lý triệt sớm đã đạt đến thai tức thoát viên mãn nhưng vẫn chưa chạm đến thần thai thoát biến sau khi trải qua trận chiến kịch liệt lần này lý triệt cảm thấy pháp thiên tượng địa linh minh chân viên thần nguyên kim đan trong nội cảnh nê hoàng đã đạt đến cực hạn đã đến lúc bước vào thần thai rồi muốn trở thành khách khanh đặc đẳng của khâm thiên giám tu vi thần tính cũng là một tiêu chuẩn quan trọng trước đây ta đã thể hiện ra tu vi thần nguyên kim đan bây giờ lại đột phá thần thai cũng không tính là gì một năm từ thần nguyên đến thần thai rất hợp lý nhỉ lý triệt cười cười Nghĩ đến đây, Lý Triệt thông thả bước đi trên chiến hạm Hoàng Long Huyền một tầng chính, từ từ đi đến mũi tàu. Mũi tàu hơi nhô lên, có một chỗ nhô ra. Ngồi xếp bằng ở mũi tàu, áo đen của Lý Triệt lập tức phấp phới. Giữa trời đất, những bông tuyết lớn như bàn tay bay lả tả. Rơi xuống người Lý Triệt, lập tức bị một lực lượng vô hình làm bốc hơi. Trong khoang thuyền, Hi Hi nắm tay Trương Nhã, tò mò thò đầu ra. Thời gian này, Hi hi rất vui vẻ, vì ngày nào cũng được gặp mẫu thân và phụ thân. Mẫu thân, phụ thân đang làm gì vậy? Hi hi tò mò hỏi. Trương Nhã gãi đầu, cũng không rõ lắm. Tuy nhiên, không ai đến quấy rầy Lý Triệt. Dù sao, thân phận của Lý Triệt cũng không phải tầm thường, là thần điêu bán thánh, có lẽ đang cảm ngộ thiên địa, không ít thần đồng vẫn khá kính sợ thân phận thần điêu bán thánh của Lý Triệt. Không chỉ những hài tử này không hiểu nhiều tu sĩ trên chiến hạm cũng không hiểu. Nhiệt Dương, Lý Thanh Sơn, Triệu Phương Chu và những người khác không hiểu thì không hiểu, nhưng đều không đến quấy rầy. Thậm chí, Nhiệt Dương còn chủ động ôm kiếm hộ pháp cho Lý Triệt. Tầng trên cùng của lầu cát. Lữ Thái Bạch thông thả bước ra, tóc bạc bay bay, tay áo phấp phới, nghi hoặc nhìn Lý Triệt đang ngồi xếp bằng ở mũi tàu, trong mắt lóe lên tia khác thường. Hồng Thạch Phật đeo bàn cờ xuất hiện bên cạnh Lữ Thái Bạch. Lý trưởng lão nhờ ta giúp đỡ, muốn ta nhanh chóng hoàn thành việc chuẩn bị khảo hạch khách khanh đặc đẳng. Xem ra, cơ ma lễ đã gây áp lực rất lớn cho lý trưởng lão rồi. Áp lực là cần thiết, dù sao cũng là cơ ma lễ, hơn nữa cơ ma lễ có sát tâm lửa thái bạch nhẹ nhàng nói. Hồng thạch Phật nheo mắt, bấm ngón tay để suy đoán mục đích của lý triệt. Ngay sau đó, mặt mày co giật, hắn vậy mà lửa thái bạch hơi nhướng mày, cảm nhận được giữa trời đất, thần tính không ngừng hội tụ, cũng hiểu rõ mục đích của Lý Triệt. Hắn vậy mà muốn xung kích thần thai. Lữ Thái Bạch nhíu mày thật mạnh. Hắn điên rồi sao? Tuy nhiên, Lữ Thái Bạch nghĩ đến thiên phú võ đạo của Lý Triệt, chính là thần hầu của địa phủ, có lực chiến võ thánh. Có lẽ, thật sự có thể đột phá thần thai thành công, tuy nhiên, Lữ Thái Bạch không khỏi có chút bàn hoàng. Theo như tư liệu về Lý Triệt, Lý Triệt bắt đầu tu luyện, mới được bao lâu từ phi lôi thành bắt đầu, đến hiện tại 6 năm, từ dưỡng tính, xung kích thần thai, cho dù là lữ thái bạch, trong lòng cũng không khỏi kinh hãi. Điều này thực sự nhanh quá rồi nhỉ, lữ thái bạch im lặng. Lý triệt có phải là, đã gấp cáp rồi, vì áp lực của cơ ma lễ, nên trở nên gấp cáp, đây không phải là một tin tốt. Cưỡng ép đột phá thần thai, nếu thất bại, ảnh hưởng có thể rất lớn. Tuy nhiên, Lý Triệt đã bước vào trạng thái chuẩn bị. Lữ Thái Bạch cũng không thể ngăn cản. Đột nhiên, Lữ Thái Bạch cười cười, đây là định, khi vào thần đô, sẽ khiến thần đô kinh ngạc, dùng danh tiếng để cơ ma lễ kiên dè vị trưởng lão thật thà chất phát của chúng ta, cuối cùng cũng muốn cao ngạo một lần rồi. Tay áo của Lữ Thái Bạch bay bay, ánh mắt lóe lên. Bắt đầu rồi, tu luyện 6 năm, dưỡng tính hóa thần thai 10 năm công nhân không ai hỏi, một khi thần thai thiên hạ biết, tuyết mưa mênh mông, gió lớn càng thêm dữ dội ở cái lạnh của nó, ở gần cái xa của nó, bảo thuyền Hoàng Long huyền một chín tầng, cấp tốc phi hành trên đại vận hà, đại thuyền nặng nề, nhưng lơ lửng trên mặt nước, tốc độ phi hành cực nhanh, thân thuyền đập vào nước, thỉnh thoảng bắn nước tung tóe hai bên. Tiếng nổ ầm ầm như sấm vang vọng không ngừng, gió sóng cuồng bạo, Lý Triệt ngồi xếp bằng ở mũi thuyền, toàn thân như đông cứng lại, như một bức tượng điêu khắc, chỉ có áo đen trên người phấp phới, không ngừng lay động. Cả người hắn như bước vào một trạng thái huyền ảo trong nội cảnh nê hoàng giữa tráng đang xảy ra biến hóa long trời lở đất từng viên kim đan quả ra ánh sáng lấp lánh xoay quanh hai viên kim đan cực kỳ sáng chói chính là pháp thiên tượng địa linh minh chân viên kim đan và lục dục lữ huyền kiếm tiên kim đan phẩm chất của hai viên kim đan này rõ ràng cao hơn các kim đan thất tình khác về tích lũy thần tính của kim đan lý triệt thông qua việc điên cuồng hấp thụ thần tính của miếu thần tốc độ nâng cao cực nhanh nhưng các kim đan thất tình khác so với hai viên đại kim đan tốc độ hấp thụ thần tính của miếu thần vẫn chậm hơn một chút. Mặc dù nhiều kim đan đã đạt đến trình độ thai tức thoát, nhưng muốn đột phá thần thai, lại cực kỳ khó khăn, thời cơ chưa chín mùi, thiếu nền tảng và cơ duyên. Hô hấp lý triệt ngồi ở mũi thuyền, tắm mình trong cơn gió giữ thổi qua con thuyền, lòng dần trở nên trong trẻo. Trong lòng ngực, đạo quả, vô cấu tâm, đang đập thình thịch. Đạo quả liên quan đến thần tính, thực ra chủ yếu là, vô cấu tâm, dù là lý triệt hiện nay nhờ con gái lớn lên càng ngày càng có nhiều đạo quả nhưng thứ thực sự có tác dụng lớn đối với việc tu hành của hắn vẫn là long tượng kim cương và vô cấu tâm cái trước giúp thiên phú võ đạo của lý triệt được giải phóng không ngừng nâng cao đã đạt đến cảnh giới võ thánh thậm chí võ thánh nhị khai khai thái khí hải vô cấu tâm đương nhiên cũng cung cấp cho lý triệt không ít trợ giúp về thần tính nhưng so với võ đạo lý triệt luôn cảm thấy thiên phú thần tính của mình không bằng võ đạo nhưng may mắn thay cuối cùng hắn cũng dần đuổi kịp tốc độ tu hành của thần tính điều này tự nhiên không thể thiếu những thần thông do đạo quả vô cấu tâm diễn sinh ra sau khi triệu thần lại hấp thụ thần tính của miếu thần còn có thể với tốc độ vượt xa người thường luyện hóa thần tính tinh trích xuất thần tính trong thần tính tinh ra đây mới là vốn liếng lớn nhất của lý triệt trên con đường tu hành thần tính tuy nhiên về tu vi thần tính lý triệt quả thực cũng đã dày vò rất lâu hiện tại cũng gần như có thể thử nghiệm đột phá đến cảnh giới thần thai rồi thần thai là gì thần thai thực ra thần tính và tu hành võ đạo có điểm tương đồng chỉ là thần tính càng thêm hư vô mờ mịt không giống như khí huyết đơn giản sinh ra từ cơ thể con người lấy cơ thể con người làm căn cơ thần tính là thứ quỷ dị sinh ra sau khi miếu ở trong lòng đất phá đất mà ra lan tỏa giữa trời đất mang đến cho nhân gian con đường tu hành mới võ đạo trước đây chỉ có thuần võ tu hành gian khổ võ thánh đều đếm trên đầu ngón tay đâu giống như hiện nay mặc dù võ thánh vẫn khó xuất hiện nhưng vì có thần tính tham gia dẫn đến luyện thể trở nên dễ dàng hơn số lượng sinh ra cũng nhiều hơn rất nhiều thần tính mang đến cho thế giới sự thay đổi long trời lở đất đương nhiên cũng mang đến cho lý triệt hy vọng tu hành thần tính kim đan thần nguyên của lý triệt phần lớn vẫn dựa vào việc hấp thụ thần tính của miếu thần mà đột phá búng ngón tay một cái, một viên thần tính tinh lơ lửng trước mặt Lý Triệt, tỏa ra ánh sáng rực rỡ, đó là một viên thần tính tinh tứ ngự hạ vị. Đối với Lý Triệt hiện nay mà nói, thần tính tinh tứ ngự hạ vị đã đủ dùng rồi. Viên thần tính tinh tứ ngự thượng vị lấy từ trên người của càng nguyên đạo chủ nhạc Hoàng Long, nếu dùng vào lúc này thì có chút lãng phí, thậm chí có thể nói là phung phí. Ngồi xếp bằng ở mũi thuyền, hấp thụ thần tính, trời đất mênh mông, liên tục có thần tính từ bốn phương tám hướng nhanh chống hội tụ lại trên đỉnh đầu lý triệt hóa thành một vòng xoáy thần tính khổng lồ lúc đầu vòng xoáy rất nhỏ không lớn lắm nhưng theo thời gian trôi qua càng ngày càng có nhiều thần tính tụ lại vòng xoáy thần tính đó lại càng ngày càng lớn vù 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 lý triệt há miệng thở ra một hơi trong tiếng hít thở dài cả thân thể lý triệt đều phát ra ánh sáng như thể toàn thân đều bị thần tính bao phủ hàng chục nghìn lỗ chân lông quanh người đều phát ra ánh sáng thần tính Tuy nhiên, những ánh sáng thần tính này là từ mi tâm lan tỏa ra, chảy vào tứ chi bách hài, như thể đang tái hiện, cảm nhận cơ thể của Lý Triệt. Lý Triệt nắm chặt năm ngón tay, một viên thần tính tinh tứ ngự hạ vị bị hắn nắm chặt, lòng bàn tay như phát ra lực hút mạnh mẽ, điên cuồng rút lấy thần tính trong đó, hóa thành một giải lụa, như con rắn nhỏ chui vào trong mi tâm của Lý Triệt. Gió sóng không ngừng gào thét xung quanh, trên thực tế, thần tính của Lý Triệt có chút không ăn nhập với thân thể của hắn, vì thân thể thuần võ sau khi long tượng hợp lô tinh luyện gần như không dung hợp với thần tính nhưng thần tính không phải muốn mạnh mẽ dung nhập mà là tái hiện phát họa như thể muốn trong nội cảnh nê hoàng tạo ra một người tí hon giống hệt lý triệt thần thai thực ra chính là quá trình kim đan thần nguyên chuyển hóa thành phôi thai thần tính phôi thai trải qua bốn lần thần biến sinh ra ngũ tạng sinh ra tứ chi sinh ra bách hài sinh ra đầu như thể mang thai 10 tháng nhưng khác ở chỗ lấy thần tính thiên địa làm nước ối nuôi dưỡng thần thai Lý Triệt bừng tỉnh, trong đầu như có chung lớn nổ vang, bùm bùm bùm. Thần tính lan tỏa xung quanh Lý Triệt, như một cái hồ, vô cùng nồng đậm, vô cùng to lớn. Tóc đen như mực cuốn xoáy, quốc vào không trung vang lên tiếng vù vù, pháp thiên tượng địa linh minh chân viên môn pháp này, Lý Triệt chỉ có pháp môn cảnh giới thần nguyên. Nhưng mặc dù không có pháp môn thần thai tiếp theo, nhưng đối với Lý Triệt mà nói, điều này đã không còn quan trọng nữa. Tâm thần khẽ động trong bàn cờ thiên địa, hai chiếc mặt nạ tề thiên tìm được, phát ra ánh sáng nhẹ, như thể nhảy ra, bao phủ lên nguyên thần của Lý Triệt đang ngồi xếp bằng trong bàn cờ thiên địa. Ông ngay lập tức, trong đầu Lý Triệt như sáng tỏ. Mặc dù không biết thần thai pháp, nhưng vấn đề không lớn, như thể có một con thần viên trong bóng tối mở mắt, cách trời đất nhìn về phía linh minh chân viên ở trong kim đan thần nguyên, một hơi một thở như sấm sét khí cơ vô hình dẫn dắt, khiến kim đan thần nguyên phát điên như thể phát điên, điên cuồng nuốt chửng thần tính, vô số thần tính tràn vào, tràn vào, vù 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 toàn bộ bảo thuyền Hoàng Long huyền một chín tầng, như thể trong nháy mắt này, bị thần tính bao phủ nuốt chửng. Rất nhiều thần đồng trên thuyền, không nhịn được ngẩng đầu lên, kinh ngạc và sửng sốt nhìn vòng xoáy thần tính đang cuộn trào phía trên, đây là, vòng xoáy thần tính. Sao lại có thần tính to lớn và nồng đậm như vậy, hình như đều là vì lý trưởng lão mà đến, những thần tính này, đều là do lý trưởng lão dẫn dắt đến. Sao trông giống như muốn đột phá vậy? Các thần đồng vô cùng kinh ngạc. Thiết Thiện Tài, Kim Thái Tuế và những người khác tự nhiên là tầm mắt phi phàm, hai đứa trẻ cũng không thể bình tĩnh được. Thần tính to lớn như vậy, trình độ Kim Đan thần nguyên căn bản không thể đạt tới, hoàn toàn vượt quá lực lượng cấp độ Kim Đan thần nguyên, đây là, đây là muốn đột phá thần thai, Thiết Thiện Tài kinh hãi kêu lên. Cha của Hi hi vậy mà muốn đột phá thần thai. Cái gì vậy? Thiết Thiện Tài thời gian này, thường xuyên chạy đến bên cạnh Hi hi Đối với chuyện của Hi Hi cũng rất hiểu rõ. Lý Noãn Hi, 6 tuổi, sinh ra ở lĩnh Nam Đạo Vân Châu, Kim Quang phủ Phi Lôi Thành, phụ thân Lý Triệt của nàng, trước khi Lý Noãn Hi ra đời chỉ là một lao công ở tiệm điêu khắc cổ trong tiểu thành, đó là tầng lớp thấp nhất của dân chúng, là sự tồn tại không có giá trị. Sau khi Lý Noãn Hi ra đời, Lý Triệt mới bắt đầu được chỉ điểm về võ đạo, sau đó lại nhận được pháp môn thần tính, bắt đầu dưỡng tính, mặc dù phân tông của thần tông Kim Quang phủ có ghi chép cha của Lý Noãn Hi thần tính thuần. Túy, nghi ngờ là linh đồng thần đồng nhưng bắt đầu dưỡng tính tu thần tính khi đã lớn tuổi như vậy, lại, lại sau 6 năm đã muốn bắt đầu đột phá thần thai rồi. Đây là quái thai gì vậy? Cho dù là thiên phú của Lý Noãn Hy, trước mặt cha nàng, cũng đều kém xa rồi, thiết thiện tài mặt đỏ bừng, có chút mờ mịt. Kim Thái Tuế cũng ngơ ngác, người nửa thật nửa hiền, hiền lành hòa nhã như Lý Bán Thánh vậy mà ở phương diện thần tính lại có thiên phú cao như vậy sao, chẳng trách có thể sinh ra một lý noãn hy có thiên phú đáng sợ như vậy lúc này rất nhiều thần đồng có thể thản nhiên chấp nhận thiên phú của lý noãn hy rồi lý trưởng lão đang đột phá thần thai nhiếp dương ôm kiếm đứng trên bông tàu ánh mắt đầy sửng sốt và không thể tin được hắn vẫn nhớ lần đầu tiên gặp lý trưởng lão khi đó lý trưởng lão vẫn chỉ là một thần cơ thôi mới bao lâu chứ sao lại có cảm giác biển cả hóa nương dâu như vậy lửa thái bạch từ trong lầu cắt đi ra nắm chặt năm ngón tay lập tức kiếm khí như một tấm lưới lớn mở ra, giúp rất nhiều thần đồng ngăn cách phần lớn thần tính xung kích. Chỉ có một chút thần tính rò rỉ xuống, như gió xuân mưa phùn. Lý Noãn Hy tròn xoe mắt, sau khi hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra, lập tức cười tươi như hoa, nàng biết mà, cha cha lợi hại lắm, Lý Noãn Hy đã lớn như vậy rồi, vẫn không đánh lại cha cha, tuy nhiên, Lý Noãn Hy vẫn phải tiếp tục lớn mạnh, tiếp tục trở nên mạnh mẽ nha, trên mặt Lý Noãn Hy nở ra hai lúng đồng tiền đáng yêu, sau đó ngồi xếp bằng, trực tiếp bắt đầu vận chuyển pháp môn thần tính. Ông 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 một tôn thần tư ngục liên bất bại tám tay ba mặt hiện ra sau lưng nàng. Lý Noãn Hy bắt đầu hấp thụ thần tính được lửa thái bạch lọc lại, như gió xuân. Những thần đồng khác cũng hoàng hồn, từng người một ngồi xếp bằng vô cùng kích động, bắt đầu bắt lấy thần tính giữa trời đất. Dù sao, đây là một vị đại chân nhân kim đang thai tức thoát, khi đột phá cảnh giới thần thai, thần tính mà hắn dẫn động, lúc này thần tính cực kỳ hoạt bát là thời cơ tu luyện cực tốt lúc này, toàn bộ bảo thuyền Hoàng Long huyền một, như thể hóa thành động thiên phúc địa. Mặc dù tu vi thần tính của Trương Nhã không cao, nhưng cũng ngồi xếp bằng, giống như con gái, bắt đầu nghiêm túc bắt lấy phúc lành do phu quân rải xuống. Toàn bộ bảo thuyền Hoàng Long huyền một, lập tức rơi vào yên tĩnh như chết. Hô! Hấp! Chỉ còn lại tiếng con thuyền chạy, và một con quái thú khổng lồ đáng sợ đang ẩn nấp, tiếng thở như sấm vang. Thời gian tu luyện, luôn trôi qua cực nhanh, bất giác ba ngày đã trôi qua đêm hôm thứ ba mây chỉ chồng chất trên bầu trời đêm không nhìn thấy những vì sao lấp lánh từ càng nguyên đạo thành xuất phát theo đại vận hà đi về phía bắc bảo thuyền càng nguyên hoàng long huyền một cuối cùng cũng đến bến tàu của thần đô để cử thành đại cảnh thần đô được xây dựng ở khu vực trung tâm của thần đô đạo chiếm diện tích cực rộng mà toàn bộ thần đô chủ thành là xây dựng theo một ngọn bảo sơn trên đỉnh núi chính là nơi ở của hoàng cung thần điện đại cảnh. Mơ hồ có thể nhìn thấy một tòa thần điện, như thể một ngọn giáo cực kỳ sắc bén, sừng sững trên đỉnh núi, như thể muốn đâm thủng bầu trời, một luồng áp lực thần tính vị dai to lớn cuồn cuộn quét qua. Nghe đồn tòa thần điện này là một tòa quỷ dị miếu cải tạo mà thành, là đại cảnh khai triều thái tổ, dẫn theo một nhóm cường giả công chiếm được tứ ngự quỷ dị miếu, mà miếu thần của tòa quỷ dị miếu đó là bị rất nhiều cường giả khai triều liên thủ trấn áp phong ấn thần điện chính là đệ nhất thành tiếp tục đi xuống theo thứ tự đến đệ cửu thành chính tòa thành như thể bậc thang như thể phân chia giai cấp rất rõ ràng nói là chính tòa thành thông nhau nhưng lại không thông nhau đối với quyền quý mà nói tự nhiên là thông nhau nhưng đối với dân chúng bình thường mà nói có lẽ cả đời họ một tòa thành chính là bầu trời cả đời họ đệ cửu thành kỳ thực kiến trúc cũng khá là hoa lệ mặc dù nói trong chính tòa thành đệ cửu thành được xưng là nghèo nhất nhưng chỉ nhìn phẩm chất kiến trúc lại không hề kém càng nguyên đạo thành mà ở thần đô rất khó có chỗ ở cơ bản nhà cửa ở thần đô đều cực kỳ đắt đỏ cho dù là một đại tông sư từ bên ngoài đến muốn có nhà ở thần đô cũng khá là khó khăn rầm 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 đêm khuya gió sông thổi dữ dội thổi mặt nước gợn sóng nổi lên từng đợt gợn sóng càng đến gần bến tàu mặt nước lại càng rộng bến tàu con sông được sửa chữa cực cao cực lớn dừng lại chi chít những chiếc thuyền nhỏ nhưng hiện tại những chiếc thuyền nhỏ này đều bị kéo ra xa, nhường lại một khoảng trống lớn. Bến tàu của đệ cửu thành, náo nhiệt vô cùng, cho dù là đêm khuya vẫn là tiếng người huyên náo, rất nhiều tiểu dân gia nan mưu sinh ở thần đô, tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội kiếm tiền tuyệt vời này. Một chiếc chiếc bảo thuyền hoa lệ bình thường cũng khá là hiếm thấy, dừng lại ở bến tàu, từ trên thuyền bước xuống đều là người tu hành của thần tông các đạo thành. Dân chúng của đệ cửu thành cũng biết, những người thần tông này là đến tham gia, bàn đào thắng hội mà hoàng hậu nương nương đại cảnh sắp tổ chức mỗi lần bàn đào thắng hội đối với dân chúng của chính tòa thành thần đô mà nói chính là đại hội hiếm có để phát tiết áp lực trong những ngày tháng khổ sở làm trâu làm ngựa có náo nhiệt để xem có lúc thậm chí còn có thể nhặt được đồ rẻ các lão gia thế gia của thượng tam thành nếu tâm trạng tốt thậm chí còn ban thưởng không ít lá vàng để họ những tiểu dân này có thể sống những ngày tháng tốt đẹp vài tháng đó là bảo thuyền của thiên đan thần tông ở quảng lăng đạo thiên đan thần tông được xưng là thần tông giàu thứ hai thiên hạ những đệ tử thần tông đó chỉ cần một chút dầu mỡ chảy ra từ kẻ tây cũng đủ cho chúng ta ăn no nê giàu thứ hai vậy giàu nhất là ai vớ vẩn đương nhiên là thất bảo thần tông ở long uyên đạo rồi nghe nói tông chủ của thất bảo thần tông có một chiếc bảo đỉnh thần binh có thể phun ra lá vàng giàu có địch quốc đó ghê gớm thật đó là hạo nhiên thư viện ở giang nam đạo đúng không Nghe nói nữ đệ tử của huyền phù thần tông, từng người một đều xinh đẹp tuyệt trần, giống như tiên nữ trên trời vậy. Đến rồi đến rồi, hạo nhiên thư viện ở Giang Nam Đạo. Đều là người đọc sách, trạng nguyên khoa cử đại cảnh, nghe nói đều xuất thân từ Giang Nam Đạo, trên bến tàu, tiếng người huyên náo, người đông như kiến, cho dù là gió đêm lạnh lẽo, cũng không thể đè nén được sự nhiệt tình của dân chúng đệ cử thành thần đô. Họ gùa vào những đệ tử thần tông bước xuống từ trên bảo thuyền có người nói có thể dẫn đường, có người nói có thể tìm khách điếm, có người nói có thể làm nô bộc hầu hạ, có người xin được bao nuôi chỉ có thể nói dân chúng thần đô vì mưu sinh, thực sự rất điên cuồng. Đột nhiên, chiếc chiến thuyền huyền long khổng lồ, từ từ đi đến, xé tan màn sương mù trong đêm tối, dừng lại ở bên bờ. Sau đó, tất cả mọi người đều cảm thấy một luồng khí tức cực kỳ áp bức không ngừng quét qua. Dân chúng của đệ cử thành đột nhiên im bạch chiếc chiến thuyền huyền một này đối với họ những người đã sống ở đệ cửu thành mấy đời mà nói tự nhiên rất rõ ràng đây là chiến thuyền huyền long giáp đen của một trong tám đại phiên vương của đại cảnh cơ ma lễ là bình loạn vương cơ ma lễ không biết lần thắng hội bàn đào này triều đình tổ chức tám đại phiên vương sẽ đến mấy vị nghe nói không ít phiên vương đều đã tạo phản cảm giác là tin đồn nhảm mà mấy người kể chuyện bốc phét vị phiên vương tạo phản được đồn đại nhiều nhất chẳng phải chính là vị bình loạn vương này sao người kể chuyện biết cái gì bình loạn vương dám đến thần đô, chứng minh cái gì? Chứng minh ông ta không thể tạo phản được, nếu tạo phản rồi còn dám đến thần đô, dân chúng nhỏ giọng liếu ríu nói chuyện. Thang thuyền hạ xuống. Cơ ma lễ đang nghe chuyện trên TV audio CV mặt giáp đen huyền, không đội mũ giáp, thân hình vạm vỡ, tràn đầy cảm giác áp bức đáng sợ. Mà phía sau ông ta, là bốn bóng dáng càng cao lớn vạm vỡ hơn, đeo mặt nạ răng nanh mặt xanh. Chính là bốn đứa con đắc ý của cơ ma lễ có đứa đeo đàn tỳ bà, có đứa cầm trường kiếm, có đứa vác bảo tán tư thế khác nhau, thân hình từng đứa đều cao hơn 3 mét, vạm vỡ như ngọn núi nhỏ, tràn đầy cảm giác áp bức, mùi máu tanh nồng đậm, gần như cuồn cuộn như sóng biển. Đáng tiếc một đứa con của ông ta là cơ lễ thọ đã chết, hiện tại trong bốn đứa con này, có một đứa là giả, là đại đệ tử của cơ ma lễ cải trang. Tất cả dân chúng đều bị áp lực dọa cho run rẩy không thôi, không dám phản kháng. Uy danh của cơ ma lễ quá lớn, nghe nói là kẻ giết người không chớp mắt cơ ma lễ khoanh tay đi đối với những dân chúng như kiến hôi này hoàn toàn không để ý trong mắt thậm chí không có những người này cơ vương gia lâu rồi không gặp tông chủ của thiên đan thần tông cổ trường thanh mặc một bộ trường bào thoải mái phấp phới trong gió chấp tay hành lễ với cơ ma lễ còn có tông chủ của thất bảo thần tông ninh tài thần cũng hành lễ chào hỏi về phần tông chủ của những thần tông khác đều không cho cơ ma lễ sắc mặt tốt gì. Bảo thuyền của càng nguyên thần tông vẫn chưa đến sao, cổ trường thanh nheo mắt, cười nói. Chỉ có điều, trong mắt lóe lên một tia đau lòng. Một tôn kim cương của ông ta bị Lữ Thái Bạch đánh bại, đó là ba viên thiên đan trung vị tứ giai đó, cơ ma lễ liếc nhìn ông ta một cái, dường như biết rõ chuyện gì, khẽ cười một tiếng. Đột nhiên, tiếng cười của ông ta dừng lại. Giọng nói nhà nhạt mang theo vài phần lạnh lùng chẳng phải đến rồi sao hả cơ ma lễ dừng bước khoác áo giáp rồng đen huyền xoay người lại phía sau ông ta bốn đứa con cao lớn như ngọn núi nhỏ ba bốn mét đều lần lượt nhường ra một con đường cơ ma lễ ngước mắt nhìn ra ngoài bến tàu mặt nước rộng lớn của đại vận hà tông chủ của thiên đan thần tông cổ trường thanh còn có tông chủ của thất bảo thần tông ninh tài thần và những đại cao thủ như tông chủ của huyền phù thần tông huyền cửu chuyển đều xoay người nhìn về phía đại vận hà trong mắt lóe lên ti khác thường càng nguyên thần tông gần đây nhưng đã thể hiện hết phong thái bảo thuyền hoàng long huyền một của càng nguyên đạo thành nhưng sao bảo thuyền này lại phát sáng cổ trường thanh nheo mắt không phải phát sáng là có người đang đột phá thần thai thanh thế to lớn đang điên cuồng hấp thụ thần tính thiên địa tông chủ của huyền phù thần tông huyền cửu chuyển chăm chú nói thần phù thánh thủ đối với thần tính thiên địa cảm nhận là nhạy bén nhất bởi vì thần phù nghiêm khắc mà nói thực ra chính là một loại phương pháp điều động thần tính thiên địa, hóa thần tính thiên địa thành của mình. Động tĩnh lớn như vậy, đột phá thần thai vậy mà có thể có động tĩnh lớn như vậy, đây là đột phá thần thai vị gia gì, không ít cường giả đều chăm chú nhìn, kinh ngạc không thôi. Họ cũng như cơ ma lễ ngước mắt nhìn đi, liền nhìn thấy trên mặt sông rộng lớn, sương khói lượn lờ, sóng nước vỡ tan. Sau đó, một chiếc đại thuyền Hoàng Long Huyền một mông lung như thể từ trong bóng tối vô tận đi tới, đập vào mắt, đó là bảo thuyền hoàng long huyền một của càng nguyên đạo thành bảo thuyền hoàng long huyền một đó không phải là bảo thuyền của càng nguyên thần tông sao càng nguyên thần tông có người đột phá thần thai không ít người kinh ngạc đặc biệt là trên bảo thuyền của các thần tông khác tiếng kinh hô liên tiếp thực ra có người đột phá thần thai cũng không kỳ lạ đối với rất nhiều tông chủ của các thần tông có mặt mà nói một thần thai vừa mới đột phá cũng không đáng để họ ngạc nhiên nhưng khi nhìn rõ người trẻ tuổi ngồi xếp bằng ở mũi thuyền không ít người đều lộ ra vẻ khác thường. Mắt của cơ ma lễ hơi nheo lại. Lý triệt. Âm thanh không lớn, nhưng lại vang vọng bên tai của rất nhiều tông chủ thần tông có mặt. Lý triệt. Người này chính là vị thần điêu bán thánh mới nổi của càng nguyên thần tông đó. Đã đánh bại vị thần điêu bán thánh này của tiểu linh âm tự là Hoàng Đà, thực sự là hắn, hắn mới bao nhiêu tuổi, đã muốn đột phá thần thai rồi, 25 tuổi. Hình như là vậy, tu hành đến nay mới 6 năm mà thôi, tu hành 6 năm, đã đột phá thần thai, hắn tu luyện thế nào vậy? Miếu thần chuyển thế cũng chưa chắc đã nhanh như vậy, tông chủ của thiên đan thần tông cổ trường thanh, tông chủ của thất bảo thần tông ninh tài thần, tông chủ của huyền phù thần tông huyền cửu chuyển và những tông chủ thần tông khác, trong mắt đều lộ ra vẻ kinh hải tột cùng. Đột phá thần thai, không tính là chuyện hiếm lạ. Hiếm lạ là vì lý triệt quá trẻ, thời gian tu hành, quá ngắn ngủi, chuyện lạ tất có điều quá dị, rất nhiều cường giả của các thần tông vốn định rời khỏi đệ cử thành đều dừng bước đứng yên trong gió đêm lặng lẽ nhìn về phía xa xa là bảo thuyền hoàng long huyền một như thể đang phát sáng dẫn dắt thần tính thiên địa mà đến đến thần đô rồi lữ thái bạch đứng trên đỉnh lầu cát bên cạnh là triệu phương chu và hồng thạch phật ống tay áo trắng phấp phới tóc bạc bay không ngừng các tông chủ của thần tông khác cũng đến gần đủ rồi lữ thái bạch liếc mắt một cái liền nhìn thấy rất nhiều bóng dáng quen thuộc đứng trên bến tàu là tông chủ của thần tông, tự nhiên đều đã từng gặp mặt không ít lần, thần tông và thần tông cũng có giao lưu. Quả nhiên, động tĩnh đột phá thần thai của A Triệt, vẫn thu hút sự chú ý của những người này. Cũng đúng, tu hành 6 năm đột phá thần thai, cho dù họ là tông chủ thần tông, cũng không bằng được, tự nhiên sẽ sinh ra tò mò. Lữ Thái Bạch nhàn nhạt nói. Hồng Thạch Phật vuốt râu cười, nheo mắt, sau khi trải qua sự kinh ngạc ban đầu, hiện tại chỉ còn lại bình tĩnh không biết lần thắng hội bàn đào này tám đại phiên vương sẽ đến mấy vị cơ ma lễ đã đến mấy phiên vương khác hẳn cũng sẽ đến nhỉ hồng thạch phật nhìn lý triệt trên người thần tính càng ngày càng nồng đậm chỉ còn thiếu một bước cuối cùng theo bảo thuyền từ từ di chuyển bắt đầu chuyển đề tài cái đó không nói chắc được nghe nói có rất nhiều phiên vương đang âm thầm mưu đồ tạo phản họ không giống như chúng ta những tông chủ thần tông này lòng tin không giống như chúng ta quân đội một khi không có người lãnh đạo tự nhiên sẽ tan rã mà những thần tông của chúng ta nhà nào chẳng có tổ tông tổ tông đều trốn vào trong quỷ khuyết thậm chí có thể trốn được cả tam tai cửu kiếp thuộc suy diễn của đại giám chính tự nhiên cũng không thể xác định được tổ tông của những thần tông đó là chết hay sống lửa thái bạch nhà nhà cười đối với việc sắp đặt chân vào thần đô cũng không có nhiều lo lắng triều đình thực ra có thể coi là thần tông lớn nhất thiên hạ đại giám chính quốc sư còn có vị đại tổng đốc của trấn miếu ti đó mặc dù cực kỳ mạnh mẽ nhưng đúng như lữ thái bạch đã nói nhà nào chẳng có tổ tông thực sự quan minh chính đại đối phó với những tông chủ thần tông này chấn động mà nó gây ra có thể khiến cả đại cảnh rung chuyển đối với triều đình mà nói duy trì hiện trạng ổn định là tốt rồi mặc dù triều đình kiên kỵ thần tông vẫn luôn muốn ngăn chặn sự phát triển của các thần tông nhưng trên thực tế triều đình chỉ lo lắng thiên hạ lại xuất hiện một tòa tề thiên tự mà thôi sự trỗi dậy của tề thiên tự chiếm cứ địa bàn của nhiều đạo ở thiên hạ cái mà nó xâm chiếm chính là căn cơ của triều đình đương nhiên mặc dù đại cảnh hiện nay không bằng lúc đỉnh cao nhưng cũng không đến mức suy bại như thời kỳ cuối triều đại đối với triều đình mà nói những phiên vương âm thầm mưu đồ tạo phản phá hoại sự cân bằng của đại cảnh mới là mối đe dọa lớn hơn chúng ta những tông chủ thần tông này là nhằm vào vạn niên bàn đào trong tây vương mẫu quỷ dị miếu mà đến trong tây vương mẫu quỷ dị miếu chỉ có một cây vạn niên bàn đào trăm năm mới kết quả một lần một lần kết hai quả, một quả để lại cho hoàng đế đại cảnh, một quả còn lại thì để chúng ta những tông chủ thần tông tranh đoạt lẫn nhau, triều đình tổ chức một lần thắng hội, các tông chủ thần tông đều đến, đây là nể mặt quá nhiều rồi. Triều đình chỉ cần một cái thể diện mà thôi, hơn nữa, người ta lấy ra vạn niên bàn đào, nể mặt cũng không quá đáng. Lữ Thái Bạch và Hồng Thạch Phật nói chuyện phím. Hồng Thạch Phật tự nhiên cũng hiểu rõ về chuyện này, ngược lại Triệu Phương Chu ở một bên nghe mà gãi đầu gãi tai, một võ phu thường túy nghe không hiểu những chuyện quanh co lòng vòng này âm bảo thuyền hoàng long huyền một từ từ đi vào bến tàu nhưng thuyền trưởng không dám hô cập bến dù sao lý triệt đang ngồi ở mũi thuyền toàn thân như thể mỗi một lỗ chân lông đều phát ra ánh sáng đang hấp thụ thần tính giữa thiên địa đã đến lúc then chốt vì vậy thuyền trưởng lặng lẽ thực hiện động tác cập bến cốt khi toàn bộ bảo thuyền hoàng long huyền một dựa vào bờ rất nhiều ánh mắt đều nhìn lại. Cơ ma lễ và bốn đứa con đeo mặt nạ răng nanh mặt xanh như ngọn núi nhỏ phía sau ông ta, còn có cổ trường thanh, huyền cửu chuyển và ninh tài thần là những tông chủ thần tông khác. Ánh mắt rơi vào người đang ngồi ở mũi thuyền, làn da như thể hóa thành lưu ly, trở nên cực kỳ trong suốt. Trên bảo thuyền Hoàng Long huyền một, không có ai xuống thuyền. Đều đang lặng lẽ chờ đợi. Đột nhiên, một bên khác của bến tàu, truyền đến âm thanh ồn ào có tiếng giáp trụ vang lên lên ken nhưng là thần vệ quân mặt giáp vàng từ trong đệ cửa thành của thành nội thần đô lao nhanh đến từ hai bên bày trận ra một chiếc kiệu xa hoa đến cực điểm được tám vị võ phu có khí tức hùng hậu khiên như đi trên đất bằng chạy như bay đến sau chiếc kiệu xa hoa càng là chuẩn bị đủ các loại kỳ trân thiên địa còn có thần binh thần phù thần điêu thần đan vân vân được đặt trong chiếc hộp màu đỏ trên đó đều trải hoa đỏ tràn đầy vui mừng kỷ quý phi giá đáo, một lão thái giám mặt trắng không râu, mặc áo bào đen, giọng nói the thế, xé tan mây trời. Trên bến tàu, rất nhiều cường giả của thần tông đều sửng sốt. Kỷ quý phi, kỷ yên, người phụ nữ được hoàng đế đại cảnh sủng ái nhất đó, cho dù là hoàng hậu nương nương, cũng không được sủng ái bằng người phụ nữ này. Người phụ nữ này không phải nên cao quý nằm thoải mái ở trong hoàng cung thần điện của đệ nhất thành đó sao, cơ ma lễ khoanh tay đứng, từ từ xoay người lại kinh ngạc quét mắt nhìn rất nhiều tông chủ thần tông cũng hơi sửng sốt kỷ quý phi họ tự nhiên đều biết con gái của thế gia vạn cổ kỹ gia triều đình như sắt thép thế gia bất diệt căn cơ của thế gia vạn cổ loại này thâm hậu không kém thần tông cho dù là triều đình cũng rất khó nắm được chỉ có thể lôi kéo thông gia trên thực tế quan hệ giữa triều đình đại cảnh và ba đại thế gia vạn cổ đã sớm rắc rối phức tạp khó mà làm rõ được nhìn dáng vẻ của đoàn xe này không ít người có vẻ mặt kỳ lạ. Đoàn xe kiệu dừng lại ở bên bến tàu, thần vệ quân không khách khí đuổi dân chúng đang chen chút ra, nhường lại một con đường rộng rãi. Kiệu hạ xuống đất, bụi bay lên. Trong nháy mắt, xung quanh trở nên vô cùng yên tĩnh, dân chúng không dám nói nhiều, đều quỳ trên mặt đất, nằm phục không dám ngẩng đầu lên. Gió đêm thổi qua, rõ ràng bến tàu này, vốn là người đông như kiến, vai kề vai, nhưng lại trở nên vô cùng trang nghiêm một bàn tay trắng nõn trong suốt, từ từ thò ra từ trong kiệu, vén rèm lên, như thể có một đôi mắt xinh đẹp từ từ nhìn ra từ trong chiếc kiệu xa hoa. Rơi vào bảo thuyền Hoàng Long huyền một đó, rơi vào người đang ngồi ở mũi thuyền, hấp thụ thần tính thiên địa, như thể đang xảy ra biến hóa long trời lở đất. Trong đôi mắt như nước, hơi lóe lên một tia khác thường. Tuy nhiên, tia khác thường trong nháy mắt biến mất, trong kiệu, nữ tử trang nhã cao quý từ từ đứng dậy, dưới sự đỡ đần của tỳ nữ, đi ra ngoài nữ tử đeo khăn che mặt, không thấy dung nhan, chỉ có hai con mắt như trăng sáng xinh đẹp. Phía sau nữ tử, là lữ xích mặc áo đỏ, cúi đầu đờ đẫn, như nhân khôi. Trên bảo thuyền Hoàng Long huyền một, thần đồng của càng nguyên thần tông và đạo thành hưng phấn chạy trên bông tàu, chen chúc đến mép bảo thuyền, cúi đầu nhìn về bến tàu. Lý Noãn Hy cũng ở trong đám người, nhảy lên, dùng hai tay nắm chặt mép thuyền dày nặng, thò đầu ra nhìn xuống. Họ đang làm gì vậy, lý noãn hy tò mò nghiêng đầu hỏi những đứa trẻ bên cạnh cũng ở tư thế bám vào mép thuyền thiết thiện tài cao mày mặt của tiểu mập mạp chu bồng kỳ lạ trong mắt của vân ngao lóe lên vẻ lo lắng hình như là muốn cầu hôn tiểu mập mạp chu bồng nói lý noãn hy ngơ ngác cầu hôn gì sau đó nàng nhìn thấy lữ xích đi theo nữ tử trang nhã bước ra từ trong kiệu nàng thông minh lập tức trợn to mắt khuôn mặt nhỏ nhắn trong nháy mắt như thể hơi nước bốc lên từ nồi áp suất đỏ bừng lên Lữ Thái Bạch nhẹ nhàng hạ xuống bên cạnh Lý Noãn Hy, xoa xoa đầu nàng. Sau đó, lạnh lùng nhìn tình hình trên bến tàu, lông mày bạc hơi cau lại. Kỷ quý phi này đang làm cái gì vậy, nhưng thấy kỷ quý phi khẽ cười, giọng nói thanh lệ vang vọng giữa trời đất. Thái Bạch Tông Chủ, chào mừng đến thần đô, nghe nói Thái Bạch Tông Chủ thu nhận được một đệ tử tốt, nhi tử lữ xích của ta từng ở phi lôi thành, kim quan phủ quen biết thân thiết với đệ tử đó của ngươi, trong lòng có hảo cảm, bổn cung cảm thấy, không bằng Thái Bạch Tông chủ kết thân với nhau, vì vậy, hôm nay đặc biệt mang theo tam thư lục lễ, một chút thành ý, đặc biệt đến cầu hôn, đính hôn cho bọn trẻ. Con ta là hoàng tử của đại cảnh, thân phận của đệ tử truyền thụ của tông chủ cũng tôn quý, cũng thích hợp. Trước tiên định chuyện này đã, hai ngày nữa bổn cung sẽ đi mời bệ hạ soạn thảo văn thư cầu hôn chính thức, không biết Thái Bạch Tông chủ thấy thế nào, trang phục hoa lệ của kỹ quý phi hơi phấp phới. Cười ý đầy mặt lữ thái bạch nở nụ cười trong ống tay áo gió đêm cuồn cuộn nhà nhạc nói mặc dù lữ mổ là sư phụ của lý noãn hy nhưng không phải là cha mẹ ruột của nàng lại không thể thay nàng quyết định chuyện cả đời cha mẹ mai mối chuyện này vẫn nên hỏi cha mẹ của lý noãn hy sau đó lữ thái bạch giơ tay lên chỉ vào lý triệt đang ngồi ở mũi thuyền nhưng thấy áo đen của lý triệt phấp phới tóc đen như mực cuốn xoáy như sấm thần tính to lớn như thể sóng lớn bị nội cảnh của lý triệt hấp dẫn điên cuồng tràn vào nội cảnh. Ngay sau đó, sau lưng Lý Triệt, như thể có một viên kim đan sáng chói to lớn, như mặt trời rực rỡ, lơ lửng bay lên, bên ngoài kim đan, mơ hồ có một bóng dáng linh minh chân viên pháp thiên tượng địa kinh khủng to lớn ngửa mặt lên trời gầm thét, ánh sáng của kim đan vạn trượng, như thể bức tường ngoài trở nên trong suốt, tựa như bức tường thịt có thể nhìn thấy một trái tim bên trong sinh động như thật, bùng 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 tim đập, sóng âm như sóng biển. Thần nguyên thoát thần thai, thần biến sinh ra một. Tạng, ầm 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 trên bầu trời giữa đám mây chì sấm sét bùng phát thiên uy cuồn cuộn đó là thần kiếp của thần thai đang được hình thành lý triệt từ từ mở mắt ra trong mắt có hàng vạn ánh sáng màu vàng bắn ra ánh mắt nhìn thẳng rơi vào người nữ tử đeo khăn che mặt đó sau đó ánh mắt vượt qua rơi vào người lữ xích mặc áo đỏ ánh mắt dần dần trở nên lạnh lẽo chỉ còn lại sự lạnh nhạt như nhìn người xa lạ cuộc hôn nhân này làm cha như ta không đồng ý rắc 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 trên bầu trời mây chì chất chồng những bông tuyết cuộn trào từ trong tầng mây bay ra bị gió thổi tạt liên tục lăn lộn rồi bị dòng điện đang xen giận giữ quốc cho một trận hòa tan thành những giọt nước kèm theo làn khói xanh vô hình vô số tia sét dữ dội cuộn trào giữa tầng mây có vài tia khiến người ta kinh hồn bạc vía tay chân như cứng đờ lại đây là kiếp số không phải sấm mùa đông bình thường bầu trời đêm vốn yên tĩnh như bị thay đổi thiên tượng biến hóa dường như có đại nạn giáng xuống Kiếp số của thần thai lại có chút khác biệt với kiếp số của võ thánh. Mặc dù cả hai đều nghịch thiên mà đi, đều có dấu hiệu dung hợp với thiên địa, võ thánh dung hợp ý chí thiên địa, hình thành cảm ứng thiên nhân, sáu giác qua nhạy bén, cảm nhận siêu quần. Còn tu sĩ thần thai lại khác sẽ trở nên phiêu dật hơn nhiều, nguyên thần của họ dung hợp với ý chí thiên địa, hình thành hồn thiên địa, hồn thiên địa có thể rời khỏi cơ thể mà đi, giống như âm thần dương thần, có thể hô phong hoáng vũ, ảnh hưởng đến thực tại vì vậy kiếp số của tu sĩ thần thai chủ yếu nhắm vào linh hồn có chút khác biệt với kiếp số nhắm vào thân thể của võ thánh tất nhiên sự khác biệt cũng không lớn dù sao cuối cùng đều không qua được đều bị trọng thương đạo đồ tiêu tan vù 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 gió càng lúc càng lớn gào thét thổi qua giữa đất trời mơ hồ như muốn thổi tắt cả linh hồn người ta vậy so với kiếp lôi của võ thánh kiếp lôi thần thai lần này lại có thêm một cơn gió cơn gió này chính là diệt thần phong trong tam tai Tất nhiên, không phải diệt thần phong mà tu sĩ thần kiếp phải đối mặt, chỉ là cơn gió này ẩn chứa thuộc tính của diệt thần phong mà thôi, nếu là diệt thần phong thực sự quét qua, Lý Triệt có thể lập tức chết cho mảnh thiên địa này xem. Đó là kiếp nạn mà ngay cả tu sĩ thần kiếp cũng phải tránh né. ầm um, ầm um, ầm um. Thiên địa gầm thép. Nhưng Lý Triệt lúc này không để ý đến những kiếp số này. Hiện tại, thân thể võ đạo của hắn đã đạt đến khí hải cảnh, cực kỳ mạnh mẽ, kiên cố bất khả phá, kiếp lôi thần thai này cơ bản không thể đe dọa được hắn huống hồ lý triệt vì không muốn bại lộ tu vi võ đạo của mình còn chuẩn bị cả đồ dùng để vượt qua kiếp số vì vậy hắn không để ý điều hắn để ý bây giờ là lựa xích đầu to này lại dám đến cầu hôn hắn lấy đâu ra gan vậy mối hôn sự này ta không đồng ý giọng nói lạnh lùng không chút cảm xúc mang theo ý lạnh khiến người ta dựng tóc gáy cuốn đi không ngừng đôi mắt lý triệt mở ra ánh sáng chói lọi cực độ như muốn xé toạc bầu trời mi tâm nê hoàng hơi chấn động thần tính như thiên hà vỡ đê tuôn trào xối xả cùng với đó là đê thoát của chân viên pháp thiên tượng địa chân viên ngửa mặt lên trời gào thét vắt ngang giữa đất trời thắp sáng màn đêm một viên kim đang lơ lửng tròn trịa sáng lấp lánh lưu quang lấp lánh mơ hồ có chút trong suốt có thể nhìn thấy bên trong vô số thần tính như ngưng tụ thành thực chất đang xen thành một quả tim to bằng nắm đấm trẻ sơ sinh thình thịch thình thịch tim đập thình thịch như có từng vòng từng vòng gợn sóng vô hình nổ tung trong hư không âm thanh gió lốc đều bị đè xuống kim đan thần nguyên ẩn chứa thần thai thần thai nhất thần biến sinh ra ngũ tạng chính là năm tiểu cảnh giới lý triệt hiện tại vừa bước vào thần thai thần biến ngưng tụ trái tim trên bến tàu ánh mắt của mọi người lúc này đều bị thân ảnh oai hùng tráng lệ uy nghiêm như thần ngồi trên đầu con thuyền bảo hoàng long huyền một hấp dẫn đó đơn giản như một vị thần thực sự thần thai ngưng luyện thật tốt thần tính hùng hậu thật đây là thần thai cấp bậc gì áp lực cấp bậc thật mạnh ánh mắt của các cường giả thần tông đều ngưng trọng thậm chí không để ý đến lời từ chối của lý triệt bị trạng thái thần thai của lý triệt hấp dẫn tu sĩ thần thai cảnh nhất thần biến bọn họ đương nhiên sẽ không để ý lắm nhưng cũng phải xem tiềm lực và cường độ của thần thai này thần thai mà lý triệt thể hiện hiện tại cường độ quả thực có chút dọa người bởi vì chỉ cần nhìn thần tính mà thần thai dẫn động, là có thể biết được cấp bậc và cường độ của thần thai. Cấp bậc và cường độ càng cao, đương nhiên thần tính dẫn động càng nhiều. Thần thai cường độ cao và cấp bậc cao, cần thần tính vô cùng hùng hậu để duy trì, thần thai cấp bậc tam thanh, ý nghĩ này vừa xuất hiện, liền vang vọng không ngừng trong đầu mỗi tu sĩ, không thể xua tan. Điều quan trọng nhất là chỉ tu luyện thần tính được 6 năm tuổi mà thôi, vậy mà đã có thể thoát biến ra thần thai cấp bậc tam thanh đây mới là điều đáng sợ nhất ai cũng biết thần cơ thần tướng cấp bậc càng cao thì thần tính tu sĩ càng cần tích lũy nhiều thần tính hơn để tạo ra nền tảng vững chắc đột phá cảnh giới cao hơn thần nguyên kim đan và thần thai cũng theo đạo lý tương tự kim đan hoặc thần thai cấp bậc càng cao thần tính cần thiết đương nhiên cũng là một con số cực kỳ khủng khiếp cho dù là cơ ma lễ lúc này cũng hơi động dung có vài phần kinh ngạc nhìn về phía lý triệt hắn chắc chắn đã nhận được truyền thừa của miếu thần nào đó thần thai của hắn như thể phản chiếu ra thần tướng hư ảnh là một con thần viên có lẽ miếu quỷ nhị tâm đại thánh của càng nguyên thần tông có liên quan đến hắn lý triệt lúc đầu có thể đột phá thần điêu bán thánh chính là dựa vào việc điêu khắc thần tướng của miếu thần nhị tâm đại thánh có lẽ thứ hắn nhận được là truyền thừa của miếu thần nhị tâm đại thánh tuy nhiên các vị chớ quên truyền thừa của nhị tâm đại thánh chưa chắc đã đạt đến cấp bậc tam thanh thần thai của lý triệt không ít người mơ hồ bắt được tung tích của linh minh chân viên đều đưa ra suy. Đoán về điều này. Không có truyền thừa, không thể trong vòng 6 năm ngắn ngủi đột phá đến độ cao như vậy. Mọi người đều là những người xuất sắc trong tu luyện thần tính, là đại thần thần thai, đương nhiên có mắt nhìn để đưa ra suy đoán. Tề thiên tử, không biết là ai, thì thầm ra một cái tên. Lập tức như một hòn đá lớn rơi vào hồ nước, dấy lên sóng gió dữ dội. Tuy nhiên, tề thiên tử nổi tiếng về võ đạo, thần tính khá bình thường, trong miếu quỷ nhị tâm đại thánh của càng nguyên thần tông cây gậy thần kim thiết tùy tâm đó dường như đã bị thần hầu địa phủ lấy đi mà không ít người đã chứng kiến thấy lý triệt điêu khắc tượng thần của miếu thần giúp thần hầu lấy được gậy thần vì vậy thần hầu lấy đi gậy thần lý triệt nhận được pháp của thần thai các tông chủ thần tông có mặt đầu óc xoay chuyển lập tức hiểu ra thậm chí không chỉ có vậy lý triệt có thể còn nhận được truyền thừa thần tính của miếu thần trong miếu quỷ nhị tâm đại thánh nếu không cũng không thể trong thời gian ngắn như vậy đã đột phá đến thần thai. Thiên tài của thần tính chi đạo, tuyệt thế thiên kiêu, nếu không phải tuổi quá lớn, đổi thành thần đồng, chắc chắn là cấp bậc tử khí thông thiên. Tuy nhiên, lý triệt bản thân chính là một thần điêu bán thánh, có thể trở thành thần điêu bán thánh, thì thiên phú về thần tính vốn dĩ cũng sẽ không quá kém. Một lý triệt hay thật, thiên kiêu thần tính, thiên tài thần điêu, mầm mống thánh thủ, càng nguyên thần tông quả thực nhặt được món hời lớn, ngữ khí của huyền cửu chuyển của huyền phù thần tông có chút chua chát. Mặc dù hắn là anh vợ của Lữ Thái Bạch, nhưng lại không có chút hảo cảm nào đối với Lữ Thái Bạch, người đã dựa vào một khuôn mặt đẹp trai, một dáng vẻ múa kiếm, để lừa gạt em gái của hắn. Dù sao, từ khi huyền thất sát bị lừa đến càn nguyên thần tông, đã rất lâu không trở về huyền phù thần tông. Nghe nói còn tu luyện tỏa thần phù, thọ nguyên càng khóa càng ít, cơ thể càng khóa càng nhỏ khiến cho người cha già cũng tức giận chui vào sâu trong quỷ khuyết, nhiều năm không xuất hiện một gia đình đang yên đang lành chỉ vì lữ thái bạch mà tan tác mẹ nó lữ thái bạch đáng chết này mọi người có mặt thần thái khác nhau từ hôm nay trở đi phần lớn sẽ bắt đầu chú ý đến sự tích của lý triệt thần điêu bán thánh thiên tài này có lẽ sau một thời gian lý triệt này sẽ leo lên độ cao tuyệt đỉnh của bản đại thần may mắn thay lý triệt này chỉ mạnh về thần tính còn về võ đạo thì khá bình thường hình như mới chỉ là thần cương hoặc tiên thiên đại tông sư lý triệt này còn trẻ như vậy chắc là sẽ tham gia hào kiệt thắng hội tu vi thần thai trong hào kiệt thắng hội cũng coi như có sức cạnh tranh rồi rất nhanh sắc mặt của không ít người trở nên thú vị lý triệt này từ chối quý phi cơ từ chối rất dứt khoát đó là hôn nhân đến từ hoàng tộc đại cảnh lý triệt lại không chút do dự nào đã từ chối quý phi cơ dẫn theo tiểu hoàng tử đến cầu hôn với thân phận của cơ yên cộng thêm thân phận của lữ xích hoàng tử lần liên hôn này đối với càng nguyên thần tông đang ở trên đầu sóng ngọn gió mà nói đáng lẽ ra phải là một tin tốt thần tông và hoàng tộc liên hôn cũng không phải chuyện gì hiếm lạ như huyền phù thần tông tông chủ tiền nhiệm đã cưới trưởng công chúa của hoàng tộc đại cảnh vị công chúa đó còn là chị ruột của hoàng đế đại cảnh hiện tại mà phu nhân của lữ thái bạch huyền thất sát chính là con gái của vị trưởng công chúa đó vì vậy có thể nói lữ thái bạch còn có quan hệ thông gia với hoàng tộc đại cảnh như con gái của tông chủ thất bảo thần tông chính là thái tử phi hiện tại vân vân mặc dù triều đình hạn chế thần tông lo lắng thần tông phát triển bừa bãi nhưng giữa hai bên lại dây dưa không dứt quý phi cơ bước ra từ kiệu mặt trang phục lộng lẫy đeo mạng che mặt đôi mắt xinh đẹp như có ánh sao lấp lánh dần dời khỏi người lữ thái bạch rơi vào lý triệt vừa đột phá thần thai sâu trong đáy mắt thỉnh thoảng lại lóe lên một tia khinh thường bà ta biết lý triệt một thứ hèn hạ xuất thân từ phu công cơ yên đến từ cơ gia vạn cổ thế gia một trong ba vạn cổ thế gia của thần đô trong lòng rất coi trọng xuất thân có thành kiến rất lớn xuất thân của hi hi quá thấp nếu là tam hoàng tử quý phi cơ sẽ không đứng ra dàn xếp cũng không thể gả cho tam hoàng tử chính thê của tam hoàng tử chỉ có thể là nữ nhi của một trong ba vạn cổ thế gia nhưng lữ xích thì cũng được theo quý phi cơ ngôi vị thái tử lữ xích đã không còn cơ hội nữa chẳng thà cưới đệ tử thân truyền của tông chủ càng nguyên thần tông thậm chí là thiếu tông chủ của càng nguyên thần tông hoàn thành liên hôn trở thành trợ lực giúp tam hoàng tử xung kích ngôi vị thái tử trong tương lai đúng lúc lữ xích cũng có ý với lý noãn hy này mặc dù đều chỉ là hài tử tuổi còn nhỏ nhưng có thể lập một cái hôn ước trước lớn lên rồi thành thân cũng không muộn chuyện như vậy đối với các đại thế gia mà nói cơ bản là chuyện bình thường có đứa trẻ thậm chí còn trong bụng mẹ đã định xong chuyện hôn nhân rồi trưởng lão lý cơ hội liên hôn như vậy là rất hiếm có nhi tử lữ xích của ta mặc dù không nổi bật trong số các hoàng tử nhưng dù sao cũng là một hoàng tử sau này nếu hi hi trở về càng nguyên thần tông kế nhiệm vị trí tông chủ lữ xích cũng có thể đi theo huống hồ xích nhi có ý với hi hi chúng ta là cha mẹ chẳng lẽ lại là mất hứng của bọn trẻ sao quý phi cơ nhà nhạc nói lý triệt phu công suất thân hèn kém này lại từ chối bà ta tuy nhiên lý triệt vừa đột phá thần thai vẫn mang lại cho bà ta vài phần chấn động dù sao, võ thánh và thần thai, thuộc về một lần vượt cấp và nhảy vọt về cấp bậc sinh mệnh, ý nghĩa phi phàm, tu sĩ thần thai dù là ở thần đô cũng là một phương hào cường rồi. Lý Triệt đứng dậy từ trên mũi thuyền, phủi đi một bông tuyết dính trên áo đen. Nếu ai có ý với con gái ta, con gái ta liền gả cho người đó, vậy thì con gái ta sẽ không lo ế chồng. Lý Triệt nhàn nhạt nói. Vì vậy, mối hôn sự này, ta là phụ thân, không đồng ý, ngữ khí lạnh lùng thậm chí mơ hồ ẩn chứa sát cơ thấu xương. Hắn không ngờ, vừa mới đến thần đô, chủ động gây chuyện lại là lữ xích. Ban đầu, Lý Triệt còn có vài phần cảm khái và tiếc nuối đối với hài tử lữ xích này, nhưng hiện tại, chẳng còn tiếc nuối và cảm khái gì nữa. Dám có ý đồ với nữ nhi của hắn, hoàn toàn chỉ là một thằng nhãi ranh, tình xưa trước đây, toàn bộ đều không dùng được nữa, mẫu phi lữ xích mở miệng, trên khuôn mặt đầy đau đớn. Sau hôm nay, hắn và Hi Hi, e rằng ngay cả bằng hữu cũng không thể làm được nữa tuy nhiên vốn dĩ hắn dường như cũng đã tuyệt tình cắt đứt tình bằng hữu với hi hi rồi tuy nhiên vừa mới mở miệng đã bị quý phi cơ lạnh lùng liếc một cái câm miệng quý phi cơ không nhìn lý triệt nữa mà nhìn về phía lữ thái bạch nhưng lữ thái bạch tóc bạc bay bay xoa đầu hi hi đang tức giận cười nói quý phi cơ phụ thân của hi hi đã lên tiếng vậy chuyện này không cần nói nữa hi hi bây giờ chỉ muốn tu luyện huống hồ trưởng lão lý không đồng ý thì chuyện cầu hôn này coi như bỏ đi trong ngữ khí của lữ thái bạch mang theo vài phần không thể chối từ nếu lý triệt thực sự coi trọng thân phận hoàng thân quốc thích muốn liên hôn với hoàng tộc đại cảnh hắn đương nhiên sẽ không ngăn cản hi hi là nữ nhi của lý triệt sắp xếp tương lai cho hi hi đương nhiên là để lý triệt tự mình quyết định nhưng lý triệt đã không có ý nghĩ này hắn lữ thái bạch đương nhiên sẽ ủng hộ hết mình ánh mắt của quý phi cơ ngưng lại bàn tay trắng nõn thon dài nắm chặt lại. Không ngờ, bà ta chủ động ra mặt thay lữ xích dàn xếp cầu hôn và liên hôn, lại bị từ chối dứt khoát như vậy. Như thể trở thành một trò cười. Sợ rằng sau ngày hôm nay, những quý phụ ở Thượng Tam Thành, những phi tần trong thần điện Hoàng Cung, sẽ coi bà ta là trò cười lúc trà dư tử hậu. Điều này khiến sắc mặt của bà ta càng trở nên khó coi. Mẫu phi, chúng ta đi thôi. Lữ xích mở miệng, trong ngữ khí mang theo vài phần cầu xin sắc mặt của quý phi cơ có chút khó coi bà ta được hoàng đế đại cảnh sủng ái cộng thêm thân phận nữ nhi cơ gia ở thần đô bà ta hầu như chưa bao giờ phải chịu thiệt thòi gì nhưng hôm nay câm miệng quý phi cơ trầm giọng quát mắng mẫu phi tuy nhiên lữ xích không câm miệng rút lui hoàn toàn trong một tiếng quát mắng của bà ta ngược lại ngẩng đầu lên hai nắm đấm siết chặt mắt như đầy tia máu điên cuồng nhìn chằm chằm quý phi cơ. Quý phi cơ không khỏi sửng sốt. Người muốn hại chết hài nhi sao? Lữ xích thở hỗn hển trong tiếng ngâm sướng của miếu thần, hắn đã trở nên lạnh lùng vô tình, lúc này lại vô cớ có chút phẫn nộ. Hài nhi, đã không còn bằng hữu nào nữa. Mặc dù chính hắn đã cắt đứt tình bằng hữu với Hi Hi, nhưng mà chẳng lẽ, ngay cả Hi Hi, bằng hữu cuối cùng này cũng phải biến thành kẻ thù sao? Ban đầu, khi Lữ Xích nghe thấy Quý Phi Cơ muốn giúp hắn cầu hôn, trong lòng Lữ Xích rung lên, thực ra là mang theo vài phần hy vọng. Nhưng khi thực sự tiến hành, thấy Quý Phi Cơ dù là thay hắn cầu hôn cũng vẫn là một bộ dạng cao cao tại thượng, đây đâu phải là cầu hôn, đây là đang hủy hoại tất cả của Lữ Xích hắn, còn muốn lấy mạng của Lữ Xích hắn nữa. Quý Phi Cơ cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Lữ Xích tức giận như vậy, đứa con trai này, thiên phú bình thường, thần tính cũng bình thường, tưởng rằng đưa đến Kim Quang Phủ, có thể dựa vào tiếng ngâm sướng của miếu thần trong miếu quỷ bát tí phẫn nộ tam thái tử để lật ngược tình thế nhưng cũng thất bại rồi một đứa con không ra gì như vậy vậy mà cũng dám tức giận quý phi cơ nhíu mày lạnh lùng nhìn chầm chầm lữ xích như thể đang nói đây là thái độ nói chuyện với mẫu phi sao tuy nhiên lữ xích hoàn toàn không để ý đến bà ta bước ra khỏi kiệu chắp tay nói với lý triệt đang đứng trên mũi thuyền lý thúc tất cả chuyện này đều là mẫu phi tự ý làm, xin lỗi. Lữ xích coi như là một trong số ít người biết thân phận của Lý Triệt. Có lẽ là ngoại lệ duy nhất. Nhưng chính vì biết rõ, nên trong lòng Lữ xích mới sợ hãi hắn rất rõ ràng thân phận thực sự của Lý Triệt. Ngưu ma địa phủ, chính là hắn, âm hiểm xảo trá, giết người không chớp mắt, hung ác tàn bạo Ngưu ma, chính là Lý Triệt. Điều quan trọng nhất là, Lữ xích biết Lý Triệt đã để lại thứ gì đó trên người hắn giống như lý triệt có thể bất cứ lúc nào cũng xuất hiện bên cạnh hi hi nếu như lữ xích hắn không giữ miệng nói sai điều gì hoặc thực sự khiến sát tâm của lý triệt bùng lên lý triệt muốn giết hắn có lẽ lữ xích hắn căn bản không thể ngăn cản được vì vậy lữ xích đã chủ động xin lỗi muốn cầu xin sự tha thứ của lý triệt nhưng mà lý triệt không đáp lại hắn chỉ lạnh lùng nhìn hắn ánh mắt đó khiến trong lòng lữ xích dâng lên một ý lạnh mọi thứ giữa đất trời dường như lúc này đều trở nên yên tĩnh rất lâu sau bên tai lữ xích vang lên một âm thanh, một âm thanh khiến hắn dựng tóc gáy. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.